cải cách hát ca theo tiến bộ, lương truyền tuồng tích sánh văn minh, đời nối đời, nghề nối nghề, bao bậc tiền nhân đã dày công gầy dựng, thế hệ trẻ các con nhớ giữ gìn và phát triển. Chúng ta vừa thưởng thức tiết mục ca cảnh duyên nghiệp cầm ca với Quách Phú Thành và tất cả các anh chị em trong lớp dân ca cải lương và vũ đoàn Chuông Gió. Cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn các con nha. Trời ơi, phải nói là một tiết mục quá hay, bởi vì nói lên được cái tâm của những người làm nghề, đặc biệt là với bộ môn cải lương. Xin mời ý kiến từ nghệ sĩ Thanh Hằng. Ánh mắt con nó sáng rực lên trong cái cách diễn của con, trong cái lời ca. Cô rất là hãnh diện. Sau đêm nay, sau cái ngày gala này thì cô cháu mình không biết dịp nào để gặp lại, nhưng cô hy vọng rằng xa thêm nữa, xứng danh là một cái danh từ mà cô đã đặt cho con là nghệ sĩ. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Ngay cái ngày đầu tiên cho tới bây giờ, con đã thực sự lột xác. Và cái sự lột xác đó, chú nghĩ là qua cái sự trui rèn của ông Năm,
và cái sự đam mê của con đã làm nên một Quách Phú Thành ngày hôm nay. Và chú hy vọng rằng với cái niềm đam mê của mình, con mãi mãi đốt cái ngọn lửa đó cho nó cháy bùng lên. Một ngày nào đó khi chú già chống gậy thì chú nghĩ là vẫn nhìn một kép Quách Phú Thành đứng trên sân khấu, một kép Quách Phú Thành được mọi người yêu thích. Và chú hy vọng điều đó, bởi vì nhìn cái ánh mắt của con, chú thấy đầy sự đam mê và đầy cái tự tin khi con biểu diễn. Cảm ơn Quách Phú Thành. Cảm ơn chú. Chúc mừng con Quách Phú Thành nha. Con còn muốn chia sẻ gì với mọi người nữa không? Qua chương trình này con học hỏi được rất là nhiều từ ông Năm của con. Mặc dù hôm nay là đêm cuối, nhưng anh em trong đội của ông Năm sẽ luôn luôn thương nhau. Thưa quý vị, nếu như quý vị theo dõi lớp dân ca cải lương của nghệ sĩ Hữu Quốc từ ngày đầu thì sẽ biết rằng ở đây không phải là một cái lớp học nữa, nó là một cái gia đình. Mà nơi đó ông Năm là người đứng đầu, và ông Năm là người đã dạy dỗ và hướng dẫn cho các con. Ngoài cái nghề ra còn dạy các con về đạo đức, về cái đạo đức của một người nghệ sĩ, cũng như là tình yêu thương dành cho nhau trong gia đình. Cảm ơn con lời con ôm hôn ông Năm cái đi con. Ông Năm của con nè. Sông
chở phù sa, sông chở nước ngọt về đây cho đồng lúa thêm xanh, cho cây lành trái ngọt. Cho những đêm trăng sông nghiêng mình lấp lánh như ánh mắt quê hương luôn khát dòng Thưa quý vị, tiết mục ca cảnh Chảy đi sông ơi với sự góp mặt của các thành viên trong lớp dân ca cải lương, dân gian đương đại và vũ đoàn Chuông Gió. Cảm ơn tất cả các bạn. Rồi bây giờ chúng ta giới thiệu tên mình là một lần nữa cho tất cả quý vị khán giả nhớ nha. Dạ, con tên là Lê Thuy Wendy ạ. Wendy. Dạ, con tên là Nguyễn Trương Thế Thanh ạ. Dạ, con tên là Huỳnh Đặng Ngọc Tâm. Dạ, con tên là Quỳnh Triệu Phú. Dạ, con tên là Lê Ngọc Thanh. Thưa quý vị, mỗi một thành viên trong lớp của ông Năm đều có những cái thế mạnh khác nhau. Và qua từng phần thi thì ông Năm luôn luôn đẩy những cái bé mà có những cái tài năng, những cái điều đặc biệt nhất, tôn vinh cái điều đó lên để cho các bé thực sự tỏa sáng. Và hôm nay là một sự kết hợp tuyệt vời của các thành viên trong lớp dân ca cải lương, dân gian đương đại. Một tràng vỗ tay dành cho tất cả các bé. Xin mời cô Thanh Hằng. Cái gala đã đến rồi thì bây giờ là cô cũng không... có lời gì để mà nói hơn nữa là tạm chia tay các con, mà chúc các con luôn luôn lúc nào cũng học giỏi ngoan, càng ngày càng tiến bộ thêm nữa, càng đam mê bộ môn nghệ thuật cải lương này nữa, thì các con phải học cho thật giỏi để kiến thức của mình thật là tốt hơn nữa, để các con bước thêm một bước nữa. Nếu mà có cơ duyên để gặp lại nhau thì cô hy vọng rằng năm sau, mùa thử tài siêu nhí năm sau, cô sẽ gặp lại các con và cùng các vị giám khảo ở đây nữa. Xin chân thành cảm ơn các con rất nhiều. Cảm ơn. Bữa nay là đêm gala, tụi con đã biểu diễn hết mình. Và chú thấy là bữa nay ông Năm đã chia ra cho các con hát những cái sở trường của mình. Và các con đã làm rất là tốt về cái phần đó. Và một cái điều mà chú cảm thấy rất là vui và rất là hãnh diện về cái lớp của ông Năm, đó là một cái sự đoàn kết. Cái sự đoàn kết đó được thể hiện... rất là rõ ràng từ những cái phần thi của các anh chị em ở trong đội. Có lẽ là khó có cái đội nào mà được như vậy. Chú nghĩ là riêng bản thân ông Năm thôi làm một cái đoàn cải lương lại được rồi đó. Và chúc các con được sức khỏe và càng ngày càng tiến bộ hơn, và nhất là càng yêu thương nhau nhiều hơn. Xin cảm ơn nghệ sĩ Hoài Linh. Và bây giờ Thế Thanh ơi, con là anh hai của gia đình đúng không? Anh hai của tất cả các em ở đây. Thì con sẽ đại diện tất cả các anh em nha. Con có đôi điều chia sẻ với tất cả quý vị khán giả nè, ban giám khảo và ông Năm của mình. Con cũng không biết nói gì hơn là xin cảm ơn tất cả mọi người, tất cả quý vị khán giả, đài truyền hình đã tạo cơ hội cho anh em tụi con được gắn bó yêu thương nhau hơn. Và con mong...
sau chương trình này thì còn tụi con cũng sẽ còn rất là nhiều cơ hội gặp nhau, gặp lại những anh em rất là yêu thương nhau và gặp lại ông Năm, một người thầy tụi con rất là yêu thương. Cảm ơn tất cả các con nha, và chúc cho các con sẽ thực hiện được những gì mà các con mong muốn, những ước mơ của các con sẽ trở thành hiện thực trong một ngày gần nhất. Một tràng pháo tay dành cho các học trò nhí của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Kính thưa bà con cô bác, tối đến nay tại Bến Phà, xã Phước Khánh, đợt tạp kỹ vui nhộn của ông Năm tài tử sẽ cho lên màn một chương trình hoành tráng lệ. Với dàn âm thanh không rọt rẹt, ánh sáng không mờ ảo, và đặc biệt với sự góp mặt của các diễn viên trẻ xém đẹp sắp nổi tiếng như Thế Thanh, Ngọc Thanh, Ngọc Tâm, Triệu Phú, Wendy và Quách Vũ Thành, Midi in Việt Nam. Kính mời bà con ghé xem, vé hiện đang bán tại các quầy bán thịt heo của ông Bảy Xề. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Rồi rồi bà con kéo tới quá rồi, từ rồi ơi mấy đứa, rồi rồi nè nè đội mão vô nè con, rồi đã bà con tới rồi đó hen. Rồi nè mấy bộ đồ này hen, ngày hôm qua bộ đồ của con bận á là cô Thanh Hằng cho đó nghe đó. Bộ đồ này nè, ông Năm thắc mắc hoài à, không hiểu, dường như là ông quầy lên ông đóng kịch sao có bộ đồ này không cho, bận vừa y chờ đó được. Ủa tôi có Thanh, sao con không bận đồ vô? Dạ con mệt quá trời. Sao mệt? Con đói bụng. Thôi cố gắng đi diễn xong suốt này á, cha con mình ăn sang bữa. Bây giờ mệt ngồi nghỉ, cha thấy con rồi, chuẩn bị nè. Đó, chuẩn bị chưa? Rồi, rồi, lên, 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 vô, chuẩn bị nghe. Mở màn. Giặc sấm lâm đang tràn sang cõi bờ, vẫn làm trai ta đâu thể ngồi yên. Tạm biệt phụ nhân, ta sông lướt xa trường, mang chiến thắng về cho non nước phù quân. Ngoài biên cương gió tung bụi mù mịt mờ, giặc sấm lăn tấn đông lan tràn cõi bờ, bầu trời tan tóc quê hương mình đau buồn, loạn ly khóc thương lứa đôi lìa xa. Tình mình sẽ xua kim ngàn đời không phôi phai, nhớ mãi quê hương ai chờ mong. Buồn trong mã con lợn, bay đồn đà đã đến lúc ngăn và khu xin giữ lời thề, thì ngàn sông lương tung đôi cánh chim bằng hẹn gà vui non nước thanh bình cho mọi nhà. Dắp té, xin lỗi bà con nghe, không sao đâu con, đi thay đồ đi con. À, không sao, cảm ơn bà con nhiều nghe. Dạ xin cảm ơn bà con. À, cảm ơn bà con, xin lỗi sự cố kỹ thuật nghe, bữa khác quay lại con nghe. Rồi,
ơi. Nè, dường như bà con cho tiền nhiều lắm phải không? Dạ. Rồi, hai đứa chạy qua quán của ông Bảy mua con gà quay mấy ổ bánh mì về. Hôm nay mình ăn sộp bữa ha. Đi đi con. Lúc nãy á, con đưa cho cha nửa ổ bánh mì á, mà cha không có chịu ăn. Bây giờ cha không có sức á, nên cha té đó. Không có sao đâu con. Đi. Ê khoan, ở trong có bận gì không? Dạ hả? Ờ, vậy tao lột được. Nè. Ăn ăn chia qua qua đây con. Cha ơi, cha ăn với tụi con đi cha. Đâu, chút cha ăn sau tụi con đói bụng ăn trước đi. Dạ trời ơi. Rồi dép con nè. Này em thèm lâu lắm rồi nè. Rồi, ăn đi con, ra ăn với mấy anh chị đi. Em thay đồ xong rồi đó, phần của em đâu? Nè. Cái này á hả? Con chán cái cảnh này lắm rồi. Em xin lỗi, tranh cái đùi nè. Không thèm. Thành, sao vậy con? Cả nhà không có ai thương con hết á. Con đóng vai kép chính á, mà đối xử với con vậy đó hả? Con biết á, con là con nuôi của cha, cho nên á, anh em trong nhà lúc nào cũng ăn hiếp con hết á. Nghe cái cha nè, cha cũng đâu thương gì con đâu, cha chỉ thương con ruột của cha thôi. Thành, em nói cái gì kỳ vậy? Em nói như vậy không sợ cha buồn hay sao? Xin lỗi cha lẹ lên. Em lỗi gì mà có xin? Em cha ích kỷ á. Thành, sao con nói cha ích kỷ? Chứ không phải á, mẹ ruột của con đã đến gặp cha, giờ xin con về ở với mẹ, mà cha nhất quyết không cho con đi. Thành, thiệt vậy hả Thành? Em nói thiệt hả? Phải, mẹ ruột của tôi có đến tìm tôi, nhưng cha không cho tôi đi, vì cha sợ nếu tôi đi rồi, ai sẽ hát cái vai kép chính này đây? Mà nếu không có ai hát á, thì cha sẽ không có tiền. Phải không cha? Mày! Dạ! Đó, mày là con nuôi của tao, mấy đứa này đứa con ruột này, nhưng mà cha thương con mà Thành. Con nói gì kỳ vậy? Cha lượm con từ lúc con đỏ hỏn cha nuôi đến ngày hôm nay, sao không thương? Rồi tự nhiên khi khổng khi không có người đàn bà họ xuất hiện, họ nói họ là mẹ ruột của con, thì làm sao mà cha cho con đi theo người ta? Nhưng người đó giàu có, người đó sẽ làm cho con đổi đời, người đó sẽ cho con một cuộc sống không phải như vậy. Con chán sống cái cảnh này lắm rồi. Thành, còn anh chị nữa, đừng có làm bộ mà thương yêu tôi nữa. Nếu anh chị thật lòng thương yêu tôi á, thì đâu phải dành ăn với tôi. Dạ, mẹ con đã tới gặp con rồi, và đã cho con coi giấy khai sanh thật của mình rồi. Con muốn về với mẹ ruột của con. Mẹ con đang đậu xe chờ con ở bên kia phà kìa. Thưa cha con đi. Thành ơi, Thành. Cha ơi, thằng Thành nó không phải vậy đâu cha ơi. Để con coi con ruột theo nó coi sao nha cha. Thành ơi, Thành. Cha đọc kỹ nha cha.
làm cho cha, cho anh chị thêm buồn vì đêm ngày thương nhớ. Nhưng con không thể vô tình khi thấy cha đang ngày càng tiều tụy xác thân. Thank you.
em bỏ cha nghe con ơi, đừng bỏ với anh chị. Lại là một tiết mục mà tất cả mọi người khi mà xem không thể nào cầm lòng được, không thể nào mà có thể ngăn được những dòng nước mắt của mình. Thứ nhất đó là bởi vì có lẽ là sự kết hợp quá tuyệt vời của tất cả các con đã hỗ trợ cho Quách Phú Thành. Và cái điều quan trọng hơn hết mà chú nhìn thấy đó là cái tình của ông Năm. Cái tình của ông Năm các con đã gửi gắm vào trong cái câu chuyện này. Và ông Năm đã hỗ trợ cho các con rất là tuyệt vời. Một tràng vỗ tay dành cho nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, người thầy của tất cả các bé. Thanh Hằng cũng xin cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Ông Năm đã làm một cái dấu ấn cho cải lương tuyệt vời quá. Quách Phú Thành, cái tiết mục này con diễn rất là hoàn hảo, mà gọi là xuất sắc luôn nữa. Một lần nữa, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Ở đây thì tiết mục đã mang lại rất là nhiều cảm xúc. Với cái Donny đóng giày này, em đã khai thác hết tất cả những cái thế mạnh để em dồn vào cho Quách Phú Thành. Từ cái hài đầu tiên cho tới cái vai diễn ở trên sân khấu, những cái tính cách em thay đổi liên tục, em làm cho nó không có bị một màu. Và trong những cái lúc diễn đó, em phô được cho mọi người thấy là một cái người học trò của em giọng hát như thế nào, nhịp nhàng ra làm sao, bài bản em cũng đổi liên tục. Riêng về Quách Phú Thành, con may mắn khi có ông Năm bên cạnh con, một người lúc nào cũng tâm huyết với nghề. Cảm ơn chú. Cảm ơn giám khảo nghệ sĩ Hoài Linh. Quách Phú Thành hát hài cả bi, chinh diện rồi phản diện, thể hiện diễn xuất điêu luyện, tuyệt đỉnh cho đến tuyệt vời. Ở đây thứ tài siêu nhí có thể là ranh giới giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư nó gần kề, nhưng con đã đạt một đỉnh trở thành người chuyên nghiệp trong khi tuổi đời còn quá trẻ như vậy sao? Chúc mừng, ta đã yêu nhau, cùng nhau gặp gỡ trong ngày hôm nay. Ta hãy nghe coi các vị giám khảo dành cho con mấy điểm nè. Cô Thanh Hằng, cô sẽ dành cho Quách Phú Thành bao nhiêu điểm? 10 điểm! Cảm ơn cô! Xin mời giám khảo Hoài Linh. Không, cho chục người cũng kỳ. Tại vì tôi cũng có một cái suy nghĩ của tôi, cho nên là tôi ngắt bớt bớt 2. Tôi lấy thập. Chứ không có lấy 10, không lấy chục, mà thập. Tôi lấy thập. Thập là nhiều biết không con? Thập là nhiều con biết không? 10. Đó là 10 điểm. Cảm ơn giám khảo Hoài Linh vì cái điểm thập. Chúc mừng Quách Phú Thành và nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Thank you.
dân tái lại. Con kính chào sư mẫu. Tiên đồng, chẳng hay có chuyện gì mà các con làm náo loạn chúng tôn nghiêm? Bẩm sư mẫu, có một chú khỉ con tính lên núi thái trộm hoa mẫu đơn. Trộm hoa mẫu đơn để cho tường đen trắng. Này khỉ con, mau cáo con bại, duyên cớ sao lại đến nơi đây mang tội gian tham trộm cắp? Lời con phân to giang cầu ơn trên thánh tiên, người xót thương tình ban cho cánh hoa mẫu đơn đem về thai hồn tí nương. Xưa kia người là ân nhân, khi con vừa lâm con thò ơn tại sao đặng chết, do tay người vì gian tham công danh bạc vàng vinh quang nên quên thâm tình con thơ. Đây có tin lời bi dương gian thiên cảnh cách xa, điều đó chối chẳng tội tình. Ý ta đã quyết hai bao quay về, đừng gian than ít chi. Tiếp đầu đuổi khỉ con xuống non lập tức. Con không về thương thánh mẫu, xin thánh mẫu thương tình cho khi. Qua mẫu đơn tiền cứu sống con người. Nghĩa chị Bạch Liên con ghi khắc trong lòng, bà kế mẫu ác tâm sâu độc, giết chết chị vì tham vọng cuồng điên. Muốn đưa Bạch Liễu con bà thay thế chị Bạch Liên, rồi gió giặc đức vua đã cứu công chúa bảo luôn thoát nạn. Nay khi con thật lòng phân cảm, xin qua cứu sống người ân cho trọn nghĩa thâm tình. Tiên đồng đuổi khỉ con xuống non lập tức. Con không về thương thanh mẫu, về đi hầu nhi. Thanh mẫu, con lại ba
quay về. Bà không giúp con nguyện nguyên sinh. Cháu lòng con quyết không trở về. Sao ngươi không trở về à? Không, nếu con chưa cứu sống được chị Bạch Liên thì con không trở về. Để ta thử lòng chị con, xem ngươi có tấm lòng trung nghĩa. Này khỉ con, muốn ta cứu sống Bạch Liên với một điều kiện. Điều kiện gì? Thưa Thanh Mẫu, lấy trái tim mi mà cứu nguy mạng Bạch Liên. Được, để cứu mạng ân nhân, con xin bằng lòng. Khá khen cho Hầu Nhi. Tiên đồng, hãy cứu sống Hầu Nhi và trao qua mẫu đơn cho Hầu Nhi mang về cứu chủ. Dạ. Tiên đồng, hãy ban qua mẫu đơn cho Hầu Nhi mang về cứu chủ. Con đợi ơn Thanh Mẫu, con mang ơn thánh tiên thần linh, mẫu đơn tiên cứu mạng chi hiền. Thấy con đầy quả lòng nhân nghĩa, dù là thu những tấm lòng cao cả đầu vàng. Hãy đưa Hầu Nhi xuống non lập tức. Một tiết mục tuyệt vời thưa quý vị, Hầu Nhi cứu chủ, bé Ngọc Tâm, các bé trong lớp học của ông Nam, vũ đoàn Chuông Gió, và sự hỗ trợ nó không thể nào tuyệt vời hơn nữa, đó là mẹ của bé Ngọc Tâm, nghệ sĩ Cẩm Hiền. Cảm ơn chị Cẩm Hiền đã hỗ trợ cho cháu một cái cải lương á, xã hội đơn thuần đó mà cũng còn khó, còn đằng này là phải hát hậu quảng rất là hay. Và khi con quá thân ra một chú khỉ đem cái qua mẫu đơn về để cứu chủ đó, con đã làm hoàn thành cái tiết mục này. Mà từ cái ca hồ quảng con cũng ca chính xác, hai mẹ con nó gần gần cái giọng với nhau, nó giống nhau rồi, cái nó hay, ngồi nó coi nó đã làm sao luôn vậy đó. Cho nên là xin cảm ơn chị Hiền đã sanh ra đứa con này. Và bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương sẽ có một nghệ sĩ để nói dòng nói giỏi nữa. Dạ, coi như chị có một người hậu duệ nối nghiệp chị rồi đó. Và một lần nữa xin cảm ơn chị nha. Ở đây có lẽ với sức ép về tâm lý kết hợp với vũ đạo thì mới bật ra được một Ngọc Tâm như là ngọc trong đá. Những cái tình huống mà thường thường làm cho con không có bật lên được. Ở đây vừa diễn vũ đạo mà luôn luôn là không phải là vũ đạo bình thường, mà lại phải nhớ mình là con khỉ. Cho nên con không bao giờ quên để con làm tất cả những điều đó trong những động tác và cái màn đi gối chú thương vô cùng. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Nếu mà con được đi tiếp vào vòng trong, chú có một gợi ý nho nhỏ. Con diễn tiết một Hồ Nguyệt Cô quá cáo. Wow, cái này là cái đó diễn ra đó.
con diễn dư sức làm thuyết phục được mọi người. Dây khó chưa. Con có biết nhân vật hồn của cô. Lấy bao tim em đi. Trời ơi. Cho Hứa Quốc một tràng pháo tay coi bà con có mặt hả? Tung tung khen. Dạ, một lời gợi ý từ giám khảo Thanh Bạch. Một hôm mẹ trắng bỗng nghe tiếng hát em. Mẹ lang thang hoài để bầu trời thêm vàng. Một hôm có nắng bỗng nghe tiếng hát em. Nắng bụng buồn hoài tự chưa muốn quên. Đừng mang trong này ra những nỗi ưu phiền và đừng mang trong tình. Trong đất chỉ là bông xanh, hát chữ về nhỏ để nghe nghe cả hát. Tình yêu trong sáng cũng sẽ đến với em, hết chữ về nhỏ ngày đêm hát ca. Cảm ơn các con. Bảo Hân ơi, con phải cảm ơn các bạn trong vũ đoàn ABC Kids nha. Nhờ các bạn mà cái tiết mục của con trở nên sôi động rất là nhiều. Đặc biệt là hai cái bà đứng đầu này nè. Trời ơi, hai bà y như hai con búp bê da màu đó. Đó, nhảy khí thế luôn. Rất là dễ thương. Không biết cô giáo Yến Trang có hài lòng với tiết mục này của học trò mình không ha? Với cái vòng này thì Trang đã cho các bé thêm rất là nhiều màu sắc. Nhưng mà chắc hẳn rằng vẫn có một đôi chỗ. Cái khuyết điểm mà các anh chị đã đưa ra thì Trang đều đã rèn cho các bé, nhưng mà có thể là vì tuổi còn nhỏ và cái thời gian để mà hòa nhập với những cái khuyết điểm đó thì nó cần dài hơn người lớn bình thường một tí xíu, cho nên là Trang vẫn chưa 100% hài lòng với tất cả những cái tiết mục mà mình đã dàn dựng. Dạ, yeah, đó là tâm huyết của một người thầy cô muốn gửi đến cho các con để các con ngày một tốt hơn nha. Còn bây giờ thì mình nghe ý kiến của các cô chú giám khảo nè. Cô Thanh Hằng ơi, cô Thanh Hằng thấy tiết mục này sao? Cô nói cho con biết đi nè.
cái tiết mục này thì cái con ca nó bị lệch cái nốt chút xíu, nhưng mà cô cũng chúc mừng con đã hoàn thành được cái tiết mục này rất là dễ thương cùng với lại đội múa. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Cảm ơn cô Thanh Hà. Trong nguyên tắc biểu diễn á, cái người hát phải là cái người nhảy đẹp nhất. Thì những đoàn con phối hợp với vũ đoàn là mọi người rất là hưng phấn, nhưng trong trường mực nào đó cái máu lửa của vũ đoàn nó quá cao đi, mà cái độ bốc của con á nó chưa đủ, cái niềm tin nó chưa đủ điểm tựa để con bốc cũng điên rồ như là cái đoàn múa đó, thì nó mới hòa nhập được giữa múa và hát. Và cái điều này thì nó đòi hỏi con phải có bản lĩnh và có thời gian, kỹ thuật nữa. Nói chung á, nếu con muốn kết hợp nữa thì con phải tập luyện hình thể, tập trung nhiều hơn nữa. Nhưng mà quan trọng mình là ca sĩ, giọng hát mình phải đi đầu trước đã, rồi tất cả những cái khác đó sẽ bổ sung cho mình sau. Dạ, cảm ơn chú Thanh Bạch. Và bởi vì con là ca sĩ nên con cần phải nghe lời góp ý từ một ca sĩ, đó là cô Đoan Trang. Với con á, thì cái vấn đề ở chỗ là con chưa nắm được cái kỹ thuật hát, mà cái đó cần phải thời gian nhiều lắm. Con bị hát theo cái bản năng của con nhiều quá. Ví dụ như một hôm mây trắng bỗng nhớ tiếng hát em, thì con bị là một hôm mây trắng, con bị cái ngân cái luyến trong đó nhiều quá. Thành ra đi hết cái bài á, thì đâm ra người ta bắt được liền cái lỗi của mình, là cái lỗi nào mà nó chưa chuyên nghiệp ha. Còn cái nốt luyến của con, nốt luyến quá nhiều, thì cô mong là cô Yến Trang phải nhìn thấy để mà sửa con. Ví dụ như là cái bài này có rất là nhiều cái đuôi, như là ta da 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 với em, hoặc là bé con hay gì đó, thì mình phải làm khác nhau. Một cái thì mình đã làm rồi, với em, một cái kia mình phải làm với em, mình phải làm cái lên rồi cái xuống, cái ngang hay như thế nào đó. Con luyến đều, cái nào con cũng với em, bé con, thì đâm ra người ta dễ nhìn thấy cái sai của mình hơn ha. Rồi, theo chú ở đây chỉ có một cái điều mà lúc đầu tiên thì chú nghi ngại, nhưng mà sau thì chú không có nghi ngờ nữa, bởi vì con lên cái câu ao của con á là con lên cao được. Thì cái bài này chú chỉ nói là con lấy cái tông hơi bị thấp, cho nên khi mà con xuống á, con hát cái nó bị mờ, nghe không rõ lắm thôi. Chứ còn để mà đòi hỏi con nhảy như các bạn ABC Kids thì chắc là lâu lắm, bởi vì các bạn ấy đi theo từ hồi còn 3-4 tuổi là đã đi vô trong vũ đoàn rồi. Cho nên là cái sự máu lửa của họ lấn át con. Nhưng mà con yên tâm, bởi vì có nhiều ca sĩ hát mấy chục năm vẫn bị lấn át như thường, không phải một mình con. Tự nhiên nghe tới đó nó nhột nhột của con. Dòng lịch sử từ quan
chung đài nghĩa phu sùng hơi bắc hơi nam như đôi dòng sữa để cho đời đẹp khúc nam sùng. Lại một bản hành dân, một điệu hò mai đầy ơi, 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 ơi. Theo cánh cò đứng giữa tầng mây, cho tiếng hát mẹ âu cơ ôi ngọt ngào biết mấy, đất chính rồng thành giọng cổ hoành tráng tuyệt vời. Bé Quang Hiểu, nhóm bè Vũ Đoàn Chuông Gió và ba cô gái xinh đẹp đàn tranh, tất cả đã tạo nên một không khí rất là xúc động. Không phải chỉ là cái sự hào hùng trong tiết mục, trong giọng hát của con đâu, mà cái cảm xúc giống như bài hát từ cội nguồn, nó đã lan tỏa đến tất cả mọi người chúng ta. Và ở đây, những người Việt Nam có thể hãnh diện vì những gì mà con đã mang đến cho mọi người, vì chúng ta là những người con Việt, chúng ta yêu quê hương của mình, phải không quý vị? Một tràng vỗ tay nữa dành cho bé Quang Hiểu. Cảm ơn tất cả các bạn. Yên Tràng ơi, hay quá Yên Tràng ơi. Mời cô giáo Yên Tràng chia sẻ trước về cái phần thi của học trò mình ạ. Bản thân Yến Trang là cô giáo mà vẫn cảm thấy rất là nổi da gà khi mà một lần nữa nghe Hiểu hát, bởi vì tất cả những cái cách xử lý ở trong bài hát này nó không dễ dàng đối với lại một người lớn nữa, mà một cậu bé như Hiểu ngày hôm nay trên sân khấu này sau những ngày tập dượt thì Hiểu vẫn làm rất tốt như những ngày mà đã tập dượt, thậm chí là còn thăng hoa hơn, thì Trang cảm thấy rất là hãnh diện. Cảm ơn con nha, con đã làm cho cô giáo của mình rất hạnh phúc trong cái phần trình diễn của con đó. Và chú thấy là giám khảo Hoài Linh hồi nãy cũng đã không thể nào kiềm chế được. Mời chú Hoài Linh. Khi chú thấy con dự thi cái bài hát hát từ cội nguồn là chú sợ lắm. Cái cách xử lý của con thì chú không bao giờ chú đi so sánh với một ca sĩ khác, mà chú nói ở đây á, con dám chọn bài này là con dám thử thách bản thân con. Dạ. Bởi trong cái bài này cái âm vực nó rất là rõ ràng, cao thấp đâu đó nó có điều hết. Và đặc biệt là con đã làm được một cái điều mà chú nghĩ là với cái tuổi của con sẽ không làm được đâu, nhưng mà với sự cố gắng con đã làm quá tuyệt vời, là ở trong này có tất cả Bắc Trung Nam đều có hết. Và cái chuyển giọng từ cái giọng Bắc qua cái giọng Nam của con nó cũng rất là rõ ràng. Rồi tới cái hò Huế của con cũng làm rất là đẹp. Cho nên là chú rất là hưng phấn với một cái cậu bé mà vừa điển trai nè ha, hát tốt nè ha, mà dám liều lĩnh thử thách cái bản thân mình bằng một cái bài hát như vậy. Nếu trong cuộc sống của con có những cái kiên định rõ ràng như vậy, và con
có những thử thách bản thân con như vậy thì chắc chắn con sẽ thành công. Và đối với cái tuổi của con, Chú cho đây là phần diễn tuyệt vời nhất của con từ trước tới bây giờ. Cảm ơn chú Hoài Linh. Mới có mấy tuần thôi mà thấy sự trưởng thành của con trong phong cách, trong nét mặt, trong ngoại hình và cả tâm hồn của con nữa. Ở đây con đảm bảo được hơi Bắc, hơi Nam. Và cái điều quan trọng nữa là cái sự dàn dựng của tiết mục của con, nó là sự nỗ lực hết mình trong khả năng có thể. Đây là một dấu mốc rất là lớn trong cuộc đời của con, khi con đã ghi dấu ấn rất sâu đậm với tác phẩm này. 10 năm sau, 20 năm sau con xem lại, con cảm thấy rằng đây là một kỷ niệm khó phai mờ trong cuộc đời với thử tài siêu nhí của con. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Cô khen là cái giọng con rất là vang, cho nên là khi con hát tương tác với hợp xướng mà con không có bị lép vế với hợp xướng. Cái tốt ở chỗ là con cứ lịch lãm mà đứng mà hát đầy tự tin và tập trung hết sức vô cái giọng hát của mình. Đó là cái điểm mạnh của con. Nhưng mà cô nhắc con á, là cái ngân của con á, là con chưa có cái độ rung, cho nên con phải cần tập cái độ rung để khi mà con hát mấy nốt cao á, nó không có bị chát. Vậy thôi. Cảm ơn con nha. Chúc cảm ơn các vị giám khảo. Những lời khen tặng cũng như là những lời góp ý sẽ giúp cho con rất nhiều sau này, Quang hiểu nha. Nàng khóc rồi. Các chị giám khảo nghe bé Quách Phú Thành ca xong chịu không nổi phải không ạ? Giám khảo cô Thanh Hằng nghĩ sao cô? Cô khóc à. Tại vì bộ môn nghệ thuật cải lương của dân tộc mình nó thiêng liêng lắm. Mà tiếng đàn rao lên là nó làm như là cái người xa quê hương, cái giọng về cố hương. Cho nên mặc dù ở quê nhà nhưng mà thật sự rằng khi nghe tiếng đàn lên là cái thiêng liêng nó đã vào trong máu, trong hồn của mình rồi. Cô vô cùng ủng hộ con. Cảm ơn con nhiều. Không phải là lứa tuổi của con ai cũng có thể cảm nhận được bài hát này. Và cái giọng của con nó đủ sức để nó truyền tải cái thông điệp đến cho người xem. Mà con có một đôi mắt hầu như chiếm quan trọng nhất trên khuôn mặt của con. Đôi mắt của con biết nói và biết diễn tả được nhiều điều. Và điều đó nó rất là quan trọng trên sân khấu. Chúc mừng con. Thấy con á, hát cải lương á, mình thấy mình mừng ở cái chỗ là như vậy là mình có quyền hy vọng là cải lương của Việt Nam mình không bao giờ bị mai một. Chú không biết con suy nghĩ gì về cái gia đình mà chú thấy con toàn hát về gia đình. Dạ thưa chú, là con rất yêu gia đình. Tuy rằng từ nhỏ phải xa mẹ, nhưng con rất, rất thương cha. Mẹ. Từ nhỏ con đã sống với ông bà, cha mẹ thì ly dị. Còn con thì phải sống với ông bà từ lúc còn 14 tháng. Ông bà tần tảo nuôi con.
giúp con lớn khôn lên người. Phú Thành cháu nội tôi ở với tôi từ nhỏ tới lớn, tôi không dám kể về cái chuyện gia đình của mẹ cha nó, nhưng mà bây giờ mới kể, hồi đó giấu giếm hồi nào tới giờ không dám kể, sợ cháu nội buồn với hơn mặc cảm. Từ nhỏ thì lúc 4 tuổi con được nghe các cô chú hát những bài ca cổ thì lúc đó con hát theo. Sau đó thì khoảng chừng con được 10 tuổi được mẹ Hằng dìu dắt vào câu lạc bộ đờn ca tài tử của phường. Qua đó con được học hỏi từ các nghệ nhân những bài bản trong đờn ca tài tử, thì con cảm thấy rất là mê cải lương. Trong câu lạc bộ đờn ca tài tử thì có các chú rất là thương con, dạy bảo con từng ly từng tí. Cháu nội thì học giỏi bên trường các môn, một năm thì cháu nội học môn được 5 tấm giấy khen. Từ lớp 1 cho tới lớp 4 là cháu nội Phú Thành được 14 tấm giấy khen. Cháu đam mê cả lương. Nghe bên bển khen nhưng mà tôi cũng chưa có hay, cháu ca như vậy cũng rất là mừng. Học giỏi mà lại ca hay nữa. Tôi cũng rất cảm ơn mẹ nuôi của Thành là Hằng. Thương vì cái cảnh nội thì già buôn bán mà gánh nuôi cháu nội như vậy, rồi hơn nữa mẹ nó bỏ nó, rất là thương mà giúp đỡ. Trong gia đình con, ông bà là người con yêu quý nhất và mẹ Hằng là người con yêu quý thứ hai. Mẹ Hằng đã dìu dắt con thi cuộc thi tử tài siêu nhí này và quyết tâm của con là tự tin chiến thắng để cho ông bà và mẹ Hằng tự hào và hãnh diện về con. Con yêu gia đình con lắm. Bây giờ chú thật sự ra chú muốn con khi mà con vô được cái vòng trong thì con sẽ trình bày những cái bài tài tử. Mà con mà theo được cái dòng tài tử này nữa thì chú hy vọng là có người bảo tồn và phát triển cái đờn ca tài tử mà được UNESCO đã công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Như vậy là con đã nhận được 4 sự đồng ý của các vị giám khảo. Chúc mừng con nha. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn con. Chào tạm biệt con. She's got a smile that seems to me remind me of childhood. Memories where everything was a precious bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stay too long, I'd probably break down and cry. Kiều Anh, con đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời giám khảo Quang Lê nào. Cái giọng của con rất là trưởng thành. Cái lỗ tai của con nhận định rất là tốt. Tại vì tiếng Anh, nếu mà mình là người Việt Nam mà mình phát âm không khéo, mình sẽ dễ bị mắc những cái lỗi. Tại vì tiếng Việt Nam mình rất là nặng, nhưng mà khi phát âm qua tiếng Anh thì họ xài chữ S và gió nhiều lắm. Thì hồi nãy giờ chú nghe, chú hoàn toàn hiểu hết những cái gì con hát. Có nghĩa là chú khen cái lối phát âm của con rất trọn vẹn. Cảm ơn con. Cảm ơn giám khảo Quang Lê. Và mời giám khảo Thanh Bạch nhận xét cho tiết mục này của con. Chất giọng con đẹp và thể hiện bài hát này. Nếu con đi hát trong một bar, trong một club nào có người nước ngoài, chuyện bình thường và thấy rất là đáng yêu và dễ thương nữa. Con không có bị một áp lực nào của một cuộc thi. Và con đã thật sự là hòa nhập với bài hát của mình để truyền đạt cảm xúc và tung tăng như là cá gặp nước. Chú chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch và chúc mừng con. Kiều Anh đã hoàn thành thật tốt phần thi của mình nha.
chờ màn đêm không trăng mịt mù. Mọi người thì đang nuôi nào giả vu chẳng có ai trông giống em. Mùa nàng lọ lem tóc rối vụ xù, chặng đường đầm hoa lung linh rực rỡ như biết bao cô gái kia. Đừng buồn bã em ơi đã có ai hoàng tử đến cho em một ước mơ. Cười thật tươi lên nhé để khung hình luôn chiếc chan nụ cười. Cười thật vừa tươi nhắn mỗi đêm về mang ước mơ yêu đời. Đừng buồn ta thêm nữa, ta sẽ luôn bên nhau trong những tâm hình sắc màu. Cười cùng selfie nhé để tâm hồn luôn chiếc chan nụ cười. Selfie selfie nhé, selfie selfie nhé baby. Selfie selfie nhé, selfie selfie nhé lúc này. Selfie selfie nhé. Cho chú chụp hình nữa, cho chú chụp hình nữa, mình selfie tấm nữa nha. 1, 2, 3. Cảm ơn tất cả các bạn của vũ đoàn Bước Nhảy. Cảm ơn con trai nha, con trai trong vai hoàng tử. Rồi, cô bé Lò Lem cuối cùng cũng đã hóa thân thành nàng công chúa. Trời ơi, hôm nay con mặc cái bộ đồ màu xanh này con biết giống ai không? Giống cô nào? Chú không, cái màu này của chú đậm đà hơn con. Con thấy giống màu của cô nào, chú nào ở đây? Dạ, cô Thanh Hằng. Hả? Chú là thấy cái cô ngồi kế cô Thanh Hằng là mới giống con hơn đó. Cô Đoan Trang. Đó, rồi trên đầu cô Đoan Trang cũng đội cái băng đô giống như là con đang đội cái vương miện dễ thương nè. Cho nên thôi bây giờ cô bé Lò Lem, nghe mẹ cô bé Lò Lem góp ý nha. Chú ưu ái cho em quá rồi chú ơi. À, làm mẹ không chịu ha, vậy thôi mời dì ghẻ của cô bé Lò Lem nói. nãy có 4 bà, giờ thêm bà này nữa 5 bà. 2 bà, 4 bà dì ghẻ. Rồi. Cái bài của con thì con tập bao lâu rồi, nói cô nghe. 2 tuần. Con thấy thời gian đó là có đủ cho con tập chưa? Con đã nhuần nhuyễn chưa đó? Nó nhuần nhuyễn chưa, đúng rồi đó. Dạ rồi, nhưng mà con còn thiếu hơi kìa một khúc. Đúng rồi, đúng rồi. Cái chuyện mà con thiếu hơi á, cô mừng là con nhận ra cái đó. Tại cái đó là một trong những cái quan trọng nhất khi mà mình hát. Rồi thêm cái nữa mình có động tác nữa, mà mình không có đủ cái hơi á, thì mình sẽ bị chạy nhịp. Rồi mình sẽ ngân, rồi mình nhả chữ, rồi nó cũng không có đẹp nữa. Đó cần mình tập kỹ lại. Cái thứ hai nữa là cái nốt của mình á, con hát á, có những cái nốt của con nó chưa có chuẩn xác. Nhất là cái bài này á, nó đơn giản thôi như bị là rất là nhiều cái câu nó chạy nốt. Tuy nhiên cái bài con rất là đáng yêu, nhất là cái chỗ mà con chụp hình selfie á, con có 2 cái lúa đồng tiền ở đây nè. Cho nên là đáng yêu lắm. Cảm ơn con nhiều. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Đoan Trang.
Dạ mời ý kiến thêm của người hay đóng vai gì ghẻ nữa. Dạ mời cô Thanh Hằng. À, nhưng mà trong này thì có cô Đoan Trang đóng vai gì ghẻ rồi thì thôi bây giờ cô đóng vai mẹ ruột đi. Dạ mẹ hiền phải không ạ? Mẹ hiền, người mẹ hiền. Cô rất là thương thương với cái tâm hồn mà hồn nhiên của tụi con. À, mặc dù tụi con có sơ sẩy chút xíu cái điểm đó để phải sửa lại, chỉnh lại không sao. Đối với cô nghĩ tụi con rất là sáng, rất là giỏi mà rất là lanh nữa. Cho nên cái điều đó sửa lại được. Được ha cô Đoan Trang ha. Hy vọng, đó, hy vọng. Sẽ thương được. Tụi con á, thì các cô chú ở đây thương ghê lắm. Nhưng mà cô vẫn như là hồi nãy cô nói, cô muốn người ta coi tivi á, người ta sẽ thấy là ô Quỳnh Như ngày hôm nay, trời ơi, khác thi cái cuộc thi kia ha, thấy tiến bộ hơn nhiều ha. Hoặc là người ta nói là wow, thử tài siêu nhí, công nhận toàn là mấy đứa nhỏ, rất là giỏi. Chứ không phải là mình cứ dễ dãi rồi cứ qua. Thì cái đó nó không phải cái tiêu chí của các cô chú. Cảm ơn cô Đoan Trang. Đó là tâm huyết mà các cô chú muốn dành cho các con, để các con ngày một tốt hơn. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ để tôi đường lạc quanh co, sông thu êm đềm thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng biển trời mênh mông. Tôi bay ngày ấy tiếng tu hú còi thấy nhớ biên bao. Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ bắn ca giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, câu chuyện cô mẹ kể năm đã sống xa quê từ bé, mênh mông lưới tre là con chỉ biết quê hương từ những lời ru mẹ hát. Ước gì con về đây một lần, ước gì con được thấy một lần từng đàn chim cuối chân trời đan, tìm nơi chốn yên bình. Con đã biết quê hương từ ký ức trong trái tim mẹ, con biết nhớ quê hương từ trong ánh mắt của cha. Ước gì con về đây một lần, ước gì con được thấy một lần đồng lúa bát ngát khi mùa đến, hò vang khắp xóm làng. Từ xa xa lũ trâu ùa về, vì vu sa kêu trong gió chiều. Nghe quanh đây ríu rít cười đùa, một bầy trẻ thơ vui hát. Ước gì cho tôi thấy trở lại, ước gì con
được sống một lần, được nằm nghe mùi hương lúa thơm về trong khúc hát à lên. Ước gì cho tôi thở trở lại, ước gì con được sống một lần, được về nơi mẹ cha lớn lên và ôm những tiếng yêu thương. Ước gì cho tôi thở trở lại, ước gì con được sống một lần, được nằm nghe mùi hương lúa thơm về trong khúc hát à lên. Ước gì cho tôi thở trở lại, con được sống một lần, được về nơi mẹ cha lớn lên và ôm những tiếng yêu thương. Thưa quý vị, đó là Trâm Anh cùng nhóm bè Cadillac. Xúc động quá phải không con? Đặc biệt là cái lời mới của cái bài Ước Gì. Cái lời mới này là, thưa quý vị, là do nhạc sĩ Phương Uyên viết lại để phù hợp với độ tuổi của các bé và dĩ nhiên là có sự đồng ý của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Xin cảm ơn nhạc sĩ Phương Uyên. Và chúng ta nghe những lời nhận xét từ ban giám khảo. Mời giám khảo Quang Lê. Đầu bài đến cuối bài chúng thấy con sử dụng cái giọng nasal là giọng mũi nhiều hơn và con phải xoay lại huấn luyện viên phải chỉ cho con phát âm. Tại vì nếu như con 5 tuổi thì chú sẽ không ý kiến cái vấn đề chính tả, nhưng mà hình hài là một thiếu nữ rồi đối với chú, cho nên khi mà con vào một cuộc thi mà con có hỗ trợ huấn luyện viên thì cái phát âm nó đánh giá rất cao. Chữ ước gì có lúc thì con hát là chữ ước, có khi thì con hát là ướt gì, nó chữ c nó khác chữ t ha. Rồi chữ từng đàn chim, con hát từng đàn chim, cái phát âm nó đối với chú quan trọng. Tại một bài hát mà cái lời chỉ cần lệch đi cái nghĩa là mình suy nghĩ khác, mà nó khiến cái bài khác mình băn khoăn liền. Hầu hết ở lớp nhạc nhẹ của em á, thì tất cả các bé đều mắc ở cái lỗi phát âm. Và đặc biệt là phần của Trâm Anh thì em cũng biết là cái cách hát của bé rất là chuyên nghiệp, nhưng mà về cách phát âm thì nó có đôi chỗ giống như anh Quang Lê có nhận xét. Nếu Trâm Anh có cơ hội được đi tiếp thì em sẽ cố gắng sửa thói quen này, làm cho tròn trịa cái cách phát âm hơn nữa. Em xử lý bài tốt, nhưng mà chỉ cần em khắc phục cái chính tả, tại vì nó là một cái hành trình không phải là hiện tại, mà nó là một hành trình cần có cho âm nhạc Việt Nam. Cảm ơn giám khảo Quang Lê. Con đã hòa nhập được cái không gian của bài hát vào tâm trạng cảm xúc của mình để truyền tải tới khán giả. Nhưng tất nhiên đây không phải là một cuộc trình diễn, mà đây là một cuộc thi. Trước mặt ngoài khán giả rất là đông ủng hộ con thì lại là 4 vị giám khảo nữa. Điều này nó cũng chút xíu áp lực tâm lý, mặc dầu con đã đến vòng này, cho nên cái phần cảm xúc của con có lúc nó liên tục, có chút bị ngắt quãng. Nhưng cái điều đó cuối cùng thì con cũng lấy lại được. Chú chúc mừng con. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Và hai vị giám khảo đã cho con những bài học kinh nghiệm rất là quý giá, hãy ghi nhớ nha.
Thưa quý vị, có thể nói đây là một thí sinh cũng rất đặc biệt của chương trình chúng tôi. Bởi vì lần nào thì cậu bé này cũng chọn những cái bài hát mà ngay cả những ca sĩ người lớn đôi khi cũng còn cảm thấy vất vả, chứ đừng nói chi là một cậu bé như thế này. Lần trước quý vị còn nhớ không ạ? Bé đã chọn cho mình cái bài hát là Thư Pháp, lần này thì là Mái Đình Làng Biển. Đều là những cái bài hát mà cần một cái quãng giọng rất là rộng và một cái nội lực cần đủ có để có thể trình diễn được. Và con thấy không, vừa rồi con hát cái khán giả vỗ tay quá trời luôn, có nghĩa là phần trình diễn của con đã thành công. Chúc mừng con nha. Cảm ơn chú. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Con biết luyến lấy nhấn nhá đúng nơi đúng chỗ. Tuy nhiên là đối với cái tuổi của con á, để xử lý mấy cái bài này á, cô chú anh chị lớn á, cũng đã xử lý còn khá vất vả chứ đừng nói gì con. Nhưng mà muốn cho nó hay hơn. Để cho nó ngọt ngào hơn nữa thì chú muốn con nếu mà chọn cái thể loại nhạc này thì con phải thì cần cái độ ngọt và độ chín. Con hát lại cho chú nghe. Ôi vuốt cong mái đình. Ôi vuốt cong mái đình, ơi nước non ân tình, hồn Việt Nam như thế. Hòa bình mà. Tức là chỉ có một cái chỗ mà con xử lý đúng hai chữ thôi. Chú cần con hát hai chữ là ôi vuốt cong mái đình, nó sẽ ra cái bài hơn, đúng không? Nhưng mà hy vọng rằng khi con về được với huấn luyện viên của con thì chú ấy sẽ làm cho con những cái khác hơn. Em đang nghe, em thắc mắc là tại sao anh Hoài Linh lại nhận xét về cái bài này một cách chi tiết, nó sâu sắc đến như vậy. Cái sau đó em mới vỡ ra trong đầu em rằng, thì ra anh Hoài Linh đã từng hát cái bài này rồi. Và ông chỉ hát không đâu, mà còn hóa thân thành một cô gái nữa. Đó. Cho nên quý vị bây giờ thử lên trên mạng, bấm Hoài Linh Mái Đình Làng Biển coi, bùng một cái hiện ra một cô gái đẹp, tuyệt đẹp, hát cái bài này hay lắm, là ảnh đó. Yeah. Thật sự ra là chính bản thân chú lớn rồi mà chú... Nhiều khi chú cũng tập tành chú hát, nhưng mà cái này là âm hưởng của Bắc Bộ, nó có một chút xíu ca trù ả đào trong này, cho nên là cái độ liếng lấy nó hơi khó. Chú đây mà chú còn chết lên chết xuống với nó chứ đừng nói gì con. Chúc mừng con, chú chọn con. Dạ, chúc mừng con. Sự lựa chọn đầu tiên đến từ giám khảo Hoài Linh, mời cô Thanh Hằng. Cũng như là chú Hoài Linh nói đó, cái bài này nó phải có những cái luyến lấy đó mới đỉnh đó. Nó đặc biệt là ngay chỗ đó là phải như vậy. Cho nên là con nếu mà về đội mà thầy có dạy con thì thầy cũng nhớ. Ví dụ mà có những cái bài như thế thì là con cố gắng cho nó sâu vô chút xíu nữa nha. Cô chọn con luôn đó. Dạ con cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Và mời chú Thanh Bạch. Chú đồng ý. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Con được vào vòng trong. Cảm ơn các vị giám khảo. Chạy về với thầy giáo của mình nào. Anh
chẳng dằm dằm thôi. Lý ôi biển Nam ta dằm thôi, lưỡi ôi biển Nam ta. Lưỡi ôi biển Nam ta dằm thôi, lưỡi ôi biển Nam ta. Trên trời nào với tôi? Các bạn Wendy, Ngọc Tâm cùng vũ đoàn Chuông Gió. Bây giờ mình nghe các cô chú nha. Mời cô Đăng Trang. Lúc mà cô thấy con đợi diễn cho các bạn ở các tiết mục trước á, thì cô thấy con rất là sắc bén, rất là đanh đá. Tiết mục này là cái tiết mục mà con cần phải có cái độ lúng liếng, cái độ rất là sắc bén đó. Nhưng mà con lại thiếu đi. Không hiểu sao, nguyên một bài con bị lo ra, con không có tập trung, con đi qua đi lại hồn vía, con bay đi đâu mất tiêu à. Giọng con rất là sáng hợp hát dân ca lắm, nhưng mà phải có cái luyến, cái lấy mà mình thiếu cái đó. Ví dụ như là ta ti ta ta ti ta 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 ti ta, nó phải có cái ta da đi đi da đi da, nó phải có đủ nốt như vậy. Cô tưởng đâu câu đầu con hát là ta đi ta ra là đã thiếu nốt rồi ha, thì cô nghĩ là cái đó là do xử lý. Và câu thứ hai, câu thứ ba con lại phải hát luyến để cho khác đi. Nhưng mà từ đầu cho tới đuôi cô ngồi cô đếm, cô ngồi cô canh, thì con câu nào cũng như câu đó thiếu cái luyến đi, thiếu cái độ sâu của cái dân ca đi. Con hiểu không? Và nhớ cho cô, bạn nào cũng vậy, lên diễn là phải tập trung, diễn cho tất cả mọi người xem, thầy, cô, bạn bè ở nhà đang xem mình. Mà mình không có tập trung thì mình bể mất cái phần diễn của mình, uổng quá, đâu có ai cho mình hát lại đâu, đúng không? Con mắt là phải nhìn thẳng, nhìn qua phải là qua phải, qua trái là qua trái, phải sâu sắc vào, chứ không phải vừa hát mà vừa nhìn qua nhìn lại coi bạn đứng đúng chưa, rồi coi câu đó làm sao, coi phải lo cái gì trong đầu, thì cái đó là chưa được, nghe chưa con? Cố gắng là rút kinh nghiệm hay chưa? Với thêm một cái nữa là hơi, hát dân ca, bản thân cô là sợ nhất, bởi vì dân ca cần hơi dài lắm, cho nên cái đó tụi con phải tập. Tập lấy hơi thật là sâu để hát nguyên được một câu dài. Thì cái đó thầy cô phải chỉ cho con nha. Rồi, ok. Cảm ơn cô Đăng Trang. Thật ra thì theo dõi quá trình của bé Yến Vi thì tôi biết cái chất lượng của Yến Vi không phải như hôm nay. Nó khi mệt. Hát một cái câu mà cảm thấy mình chưa đúng là mình á, thì tự giận mình luôn á. Cho nên cái sự lo ra và không làm chủ được giọng hát của mình, con đã cố gắng hoàn thành được cái bài hát mà không bỏ giữa chừng là con cũng nỗ lực nhiều lắm rồi. Bởi vì cái giọng của con trong những vòng trước đã được khẳng định thì mới được vô tới vòng này. Chứ nếu mà vòng trước con hát lê lơi kiểu này, con đã không có mặt hôm nay rồi. Cảm ơn các cô chú giám khảo. Uống ngụm nước trong, em nhớ dòng sông đẹp quá quê hương.
xuống đứng bên cầu nghe sóng biển. Nắng thu vàng chiều đàn bên bờ kiên giang mình đẹp làm sao. Bóng mây xanh đôi bóng nuôi con chim nhạc hát điệu tình quê. Một biển trời như có mẹ cất tiếng ru trăng nhú lên bên cạn quê hương. Trăng cũng đẹp đất cũng đẹp sao đâu đâu cũng đẹp. Trăng lấp lánh lung linh bên nước đoàn tàu về loang loáng trên sông. Màn trời đêm yên ả thanh bình đêm bình yên hương loa ngạt ngào đêm. Quách Phú Thành, con đã hoàn thành phần thi của mình. Và cảm ơn các bạn của Vũ đoàn Chuông Gió. Những cái chỗ hát lên cao của con cực kỳ sáng và đẹp bài hát. Còn nữa là con còn diễn xuất làm công tử Bạc Liêu đâu. Con sọt tay túi quần làm công tử Bạc Liêu lại cho mọi người coi coi. Nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng, tỏ ra mình giàu. Cái hất mặt á, cái hất mặt rất cái là giàu. Cái điều ở đây huấn luyện viên rất là giỏi, không phải đẩy con lên đến tối đa, biết kềm con lại. Tiết mục này vừa đủ kiềm chế để giọng hát và diễn xuất phối hợp điêu luyện với một dàn vũ công rất là lớn, rất là chuyên nghiệp như thế. Càng ngày con càng tỏa sáng ra, con càng bộc lộ con là nghệ sĩ. Yeah! Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Ngay cái ngày đầu tiên chú gặp con khi cái vòng casting đầu tiên, khi con mặc cái áo dài khăn đóng màu xanh, chú đã nói là nhìn con nó lỏng thỏng giống như là mấy ông ở trong cái đi coi đình, mấy ông từ mà giữ đình vậy đó. Chú nhìn con chú thấy thương lắm. Và tới ngày hôm nay con vẫn giữ được cái nét dễ thương đó. Con đã được chăm chút bởi ông Năm. Chú nghĩ ông Năm của con là một người phù thủy và một cái người sáng tạo. Anh có ghi rất là rõ ràng trong này nè Quốc. Hai cái câu hò đầu của con là con đã lấy lòng được chú rồi, bởi vì con vô cái hai cái hò rất là ngọt. Cảm ơn chú Hoài Linh. Và trước khi mấy cô chú cho điểm á, thì giờ mình lấy lòng giám khảo lại, đặc biệt là giám khảo Hoài Linh bằng câu hò hồi nãy đi con. Hò
ngâm nước trong, em nhớ dòng sông Hầu. Ăn chén cơm đầy, em nhớ đất Cần Thơ. Hay quá, quá hát ngọt đó, ngào. Hát chuẩn y như là mình nghe mở đĩa vậy. Yeah, đúng rồi. Yeah. Và chú hy vọng rằng sau này con sẽ là một kép chánh của cải lương. Cảm ơn chú Hoài Linh. Nếu như mà hai câu đó đã lấy lòng được chú Hoài Linh rồi thì điểm số của chú Hoài Linh dành cho bé Quách Phú Thành là bao nhiêu ạ? 10 điểm. Chúc mừng con điểm 10 đầu tiên của đêm nay. Và điểm số từ cô Thanh Hằng, 10. Hai điểm số tuyệt đối của hai vị giám khảo rồi. Còn cô Trang với chú Bạch thì chúng ta sẽ biết sau. Đó là bé Nghiên Lan cùng vũ đoàn ABC Kids. Cảm ơn các con. Ôi ôi, dễ thương quá. Tự nhiên thấy con diễn tiết mục này xong nha, chú Nghĩa muốn đi biển dễ sợ luôn vậy đó. Mà phải nói là Bảo cũng rất là hay nha Bảo. Em chọn mấy cái bé mà hỗ trợ cho bé Nghiên Lan giống em dễ sợ luôn vậy đó. Biết giống chỗ nào biết không? Trời ơi, ra tới nó đưa cái bụng quá trời bụng lắm. Tới nó mở rung bạc 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 vậy nè. Sao em không ra em múa em nhảy chung với bé luôn, cổ vũ tinh thần cho bé. Thôi em mở quá em bớt bớt lại anh ơi. Dễ thương quá phải không quý vị? Không biết mấy cô chú giám khảo nghĩ sao đây. Mời mời chú Thanh Bạch trước nha. Con hát và múa động tác đi đôi với nhau rất là tuyệt vời. Chúc mừng Nghiên Lan. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú Thanh Bạch. Còn chú Quang Lê thì sao? Chú Lê nghe con hát xong chú Lê có muốn đi biển không? Quá tuyệt vời. Phải nói là chú đang ngồi đây chú mặc cái áo này nó nóng nực lắm. Tại vì cái tạng người của chú nó cũng giống chú Bảo đây nè. Chú Lê muốn thay đồ giống như mấy bé hồi nãy ra múa bụng. Thích lắm, thích lắm. Khen thì về hình thể và cái yếu tố trình diễn là chú khen. Nhưng mà về cái kỹ thuật bài hát thì chú chưa khen, không phải chú chê. Tại vì con có cái yếu tố sân khấu tuyệt vời quá, cho nên con lại lấp đi những cái khuyết điểm nho nhỏ mà con có trong khi con ca. Cho nên bù qua sức lại, chú vẫn thích tiết mục của con. Cảm ơn chú Hoàng Lê. Chúc mừng con nha. Rồi bây giờ chạy vô rủ mấy bạn đi tắm biển liền cho chú. Đi.
dòng máu lạ thường 4.000 năm dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình nổi dòng hào hùng dòng dòng tiếng nguyên âm bao đời đất mẹ nhịp trong hào hùng mãi còn vang bao lớp người đi ra nơi biên thùy hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào dư xa dòng máu quê hương tươi hồng muôn sắc thắm dòng máu quê hương từ những ngày mở cõi cho đến hôm nay người người chung tay ra sức xây đời hơn 4.000 năm non nước tràn đồng hội ngộ kết chặt ân tình để mối lương duyên con cháu ra đời gây dựng tương lai kẻ chốn rừng sâu người miền biên thầm đất mẹ muôn đời chung lòng gìn giữ cùng siết chặt tay báo về sơn hà xa đi xa giang quê mẹ hiền trông theo chốn biên cương ngày đêm vững lòng vì quê hương núi sông đang cần trong gian gian gọi mời những niềm tin quê hương mình cánh chim trao lượn dệt nên khoảng trời xuân lộng lẫy ở quê mình hãy hát khúc ân tình giữa quê mẹ yêu thương khúc hát lạc hồng từ muôn đời gian dòng để Việt Nam ta ngàn đời đem mãi từ trang sử hào hùng cho đến ngàn sau
Một tràng vỗ tay thật to nào quý vị. Một phần ra quân rất hùng hậu của tập thể lớp dân ca cải lương dân gian đương đại của thầy Hữu Quốc. Trong cái tiết mục này là thầy Hữu Quốc có ý đồ gì không mà để cho các bé xuất hiện cùng với Thế Thanh luôn ạ? Thực sự thì không phải là áp đảo hay gì hết, nhưng mà từ ngày mà tiếp nhận các em thì Hữu Quốc đã tập cho các cháu nó trở thành một cái gia đình. Mà ở đó thì là Thế Thanh là lớn nhất, là anh hai, rồi chị ba, anh tư, rồi chị năm, cho đến là Út Điệu là bé Thúy Vi. Thì các cháu đã sinh hoạt như một cái gia đình rồi. Và không phải riêng tiết mục của Thế Thanh đâu, mà 6 tiết mục còn lại thì đều có cái sự hỗ trợ của toàn gia đình của dân ca cải lương. Một cái không khí rất là gia đình. Và anh Hữu Quốc thì luôn tự nhận mình là ông Năm. Hồi nãy Đại Nghĩa có lén theo dõi thì thấy anh Hoài Linh rất là xúc động khi xem tiết mục này. Mời ý kiến của anh trước ạ. Trước tiên thì tôi phải cảm ơn ông Năm Hữu Quốc về cái phần dàn dựng và cách xây dựng ý tưởng. Thì tôi không bao giờ có cái sự nghi ngờ gì về cái nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc. Thì đây không phải là một cái mở màn riêng cho chương trình này, mà là một cái mở màn rất là đẹp cho cái gia đình của nhóm dân ca cải lương. Và còn về cái phần của Thanh á, thì chính bản thân con coi thử là hiện giờ con đang bắt đầu bể giọng nhé. Và cái chương trình này nó còn đi đường dài, thử coi là mình có giữ được cái lâu lâu cái tiếng ét ét ở trong cái lúc con bể giọng hay không. Chứ hiện tại này thì chú thấy là rất là ổn, mà khi mà con lên giọng cổ, con cấn lên cái xong con xuống trở lại là chú với cô Hai Hằng là nhìn qua là thấy trời, thằng này nó giỏi quá rồi. Cảm ơn chú Hoài Linh. Nhắc lại những cái kịch bản ngày xưa đó, thì cũng có một thời gian vừa bay ở trên không trung vậy mà ca giọng cổ thì Thanh Hằng cũng đã diễn rồi. Mà khi nãy là Thanh Hằng thấy con đứng lên mà trong trên vậy mà con vô giọng cổ, mà trong giữa cái vế hai mà con có luyến một cái đó nữa, nó rất là đặc biệt. Tổ nghiệp đã cho các con, bây giờ con nói thật sự các con đúng là thật. Tổ nghiệp cho con là cái danh nghệ sĩ rồi đó. Đã lắm. Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Chú giám khảo nhận xét như thế nào ạ? Mời cô Đoan Trang. Con hát rất là sáng, rất là chững chạc, cho nên con nghĩ là con rất là nhiều cái cơ hội để vào vòng trong. Cô Đoan Trang đã lựa chọn con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Mời cô Thanh Hằng. Cô đồng ý. Cô Hằng cũng đồng ý chọn con. Và chú Hoài Linh thì sao ạ? Trong cái bài hát của con thể hiện, nó có được cái tình cảm của người con dành cho cha mình. Và về cái phần trang phục đồ này nọ, con cũng rất là chỉnh chu. Ok la. Cảm ơn chú Hoài Linh. Con là một cô bé duy nhất của đời cô hiện tại. Hàng hiếm đó con. Hàng hiếm, cô sẽ làm cho hiếm hơn nữa. Trời ơi, cô tính làm cái gì vậy cô Trang? Okay. Cô tính làm cái gì cho hiếm hơn nữa? Bây giờ hiếm rồi mà cô làm hiếm hơn nữa là mất cô tính giếm nó luôn á.
Ý của cô Trang không phải là như vậy, tức là cô sẽ làm cho con ngày càng tỏa sáng hơn nữa, mặc dù con có đứng im hay con có chuyển động hay không. Ok, con có hứa với cô hay không, có cố gắng những gì cô đề ra hay không? Dạ hứa. Ok, chúng ta đọc tay hứa nào. Yeah, chúc mừng chào cô giáo Yến Trang đã nhận về cho mình một chàng trai rất là đẹp trai mà hát hay. Cô giáo Yến Trang bữa nay ra quân hoành tráng quá. Tiết mục nào cũng vậy, đầu tư dàn dựng rất là công phu. Không biết các vị giám khảo cảm thấy thế nào? Mời giám khảo Đoan Trang. Một tiết mục rất là đẹp, rất là công phu. Và cô rất là thích ở cái gương mặt của con. Con thể hiện được cái việc con hiểu con đang hát cái gì. Một bài hát mang tính sử thi. Cho nên con có một cái tâm hồn. Khi mà con thể hiện nó bật được cái điều đó trên cái ánh mắt của con. Rồi lúc mà
cô thích nhất cái đoạn mà con rất bình tĩnh, con bỏ cái microphone xuống, xong rồi con đánh trống, con đánh rất là tự tin. Sau đó con lấy cái micro đúng cái lúc để mà con lên cái chỗ lừa DJ. Cô rất là thích một cái đứa bé quá nhỏ như con mà có một cái tinh thần như thế để hát cái bài hát quá to lớn như thế này, thì cô nghĩ là tất cả hậu trường nên cho con một tràng pháo tay. Cảm ơn giám khảo Đoan Trang. Thật sự là đã vào đây rồi thì các con làm quá trời tròn dành. Coi như là cô cũng xin chúc mừng con. Dạ, cảm rất ngắn cô. Gọn nhưng mà là cô Thanh Hằng cũng rất thích tiết mục của con. Rất là thích. Ai mang cá đến cho con mèo hoang càng áo. Ai mang cá đến cho con mèo hoang sẽ mềm. Làn ác dưới gốc cây có một anh chuột nhắn. Làn ăn trốn mấy hoan có một cô chuột đồng. Giọng rất là tốt cho nên cô nghĩ không có lý do gì mà con không được chọn qua khỏi vòng này hết. Cô chọn con. Theo dạ, chúc mừng em. Chúc mừng con. Con dạ. Đã bốn sự lựa chọn. Dạ. Sài Gòn đẹp quá đi thôi. Sài Gòn đẹp quá đi thôi. Oh yeah, oh yeah. Xinh đẹp quá. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Tới rồi cô ơi, xinh đẹp không cô? Đẹp quá anh ơi. Chờ tôi một chút nha. Sài Gòn đẹp đâu người ghê. Nhận một người đi là xa. Lần vòng bằng chân mọi người thấy. Nhẹ nhàng tâm hồn mình. Thế xưa tôi yêu Sài Gòn. Nhắm mắt tôi yêu Sài Gòn, muốn giang tay ôm Sài Gòn, ôm vào lòng yêu nồng nàn. Khi xa tôi nhớ trong lòng, mong người muốn quay về, muốn hát lớp. Oh oh oh. Ăn cướp kia đứng lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Không cháy thì sao? Hai! Yeah! 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 Mới nữa hết chiều đó! Good! Ăn cướp nè! Cầm gì đó? Đi trốn chứ đi đâu? Không trả thì sao? Ba! Ba tôi trả nè! Ba cho tôi nghe! Cô con nè! Hình nữ lên xe đừng có nhảy nha! Ông cướp nó giật đó! Ừ! Biết rồi! Cảm ơn nha! Ủa sao nhìn quen quen ta? Bây giờ cô muốn đi đâu? Tôi muốn tham quan Sài Gòn! Ok! Ủa có phải là anh Bảy chị Tư không vậy? Anh Tư chị Bảy chứ. Ủa em hâm mộ anh chị quá à. Cho em được xin chụp hình nha. Cho tôi hỏi đây có phải là anh Tư chị Bảy trong thử tài suy nghĩ không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ đúng may quá. Rồi sắp tới tôi có một show diễn ở bên nước ngoài, tôi muốn mời anh chị biểu diễn. Anh chị có đồng ý với lời đề nghị của tôi không? Đồng ý. Vậy thì cùng đi nhé. À mà trước khi đi tôi muốn chụp một tấm hình để tôi làm hình ảnh quảng cáo, anh chị cho tôi ra chụp một tấm hình nhé. Đó, đó, mà đó, ông làm hiệp sĩ, ông ghẹo tôi á, ông có nhớ không? Nhớ chứ, hồi trẻ trâu mà, bây giờ mình già rồi, bây giờ mình đổi đời rồi. Bà có nhớ Việt Nam không? Nhớ chứ, sao không nhớ được quê hương của mình mà. Ông có nhớ Việt Nam không? Nhớ chứ, tôi sẽ về Việt Nam nha. Thăm bà con, thăm mấy đứa bạn nữa. Ừ, thăm anh Hoài Linh nè, thăm chị Tân Hằng nè. Anh chị Đăng Chi nè, anh Thanh Bạch nè, anh Nghĩa nè. Ủa chú quên anh Gia Bảo hả? Như anh Bảo chú, về thăm cuối cùng thôi. Tôi với bà về Việt Nam nha. Ừ. Mấy đứa ơi về Việt Nam. Mấy đứa ơi về. Người đi là xe, lòng vòng bàn chân mọi người thấy. Nhẹ nhàng tâm hồn mình. Từ xưa tôi yêu Sài Gòn, nhắm mắt tôi yêu.
Cảm ơn các bạn Vũ đoàn Hải Âu đã hỗ trợ cho tiết mục này. Nghiệp biết không, thời gian gấp rút quá, ra mấy cô chú quá trang không công kịp. Dễ hai cái đường này hai bên như là hai cái cọng râu vậy đó. Bữa nay mới biết đàn bà cũng có râu. Cô Thanh Hằng cũng là người xa xứ nè. Cô Thanh Hằng chắc cũng có những cái hoài niệm về quê hương giống như hai nhân vật này phải không ạ? Đúng rồi, trời ơi, thiệt là nó xứng đáng là thử tài siêu nhí sao đâu á nha. Cưng dễ sợ luôn á, giờ không có còn gì phải nói. Cảm ơn cái tiết mục của thầy Gia Bảo đã dạy cho hai đứa con. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Giọng của Khả Hân thì khỏi cần phải giả già, con cũng già sẵn rồi. Chỉ có tội nghiệp cho Bảo là lúc mà trong clip con phải giả giọng già đó. Rồi đi ra ngoài, tướng của con đi lồm khồm nhìn nó cũng già thiệt. Ra cái vai ông già bà già. Chúc mừng hai con, rất là duyên dáng và dễ thương. Cảm ơn chú Hoài Linh. Và có lẽ là hai bé này là một cái sự kết hợp hoàn hảo đó Bảo ha. Ban đầu thì mỗi bé là một cái sự riêng. Ý kiến gì hả chị? Lát nữa chú Thầy Nghĩ nói xong á là tới cô Đăng Trang nha. Cô Đăng Trang chưa được nói miếng nào hết. Trời ơi, chưa mấy người dạ. Ra già ta kỹ dạ. Tánh em cảm ơn chị Bãi đã góp ý cho em. Thôi giờ cô Đăng Trang nói cho chị Bãi chứ vui đi. Trời, bây giờ chị Bãi muốn em nói cái gì chị Bãi? Nói khi mà con thi đậu á. Hay chưa? Coi như là lần này là chị Bãi gài sát dán luôn là cho chị Bãi đậu. Nhưng mà cô thấy là hai đứa con á là vẫn diễn lột tả được cái vai ông già bà già. Thì cô hy vọng là khán giả yêu mến tụi con bình chọn để tụi con lội ngược dòng, để tụi con có cơ hội bước vào vòng trong. Được chưa chị Bãi? Được. À, được rồi, chị đồng ý rồi đó, chị cho qua rồi đó. Rồi, mời anh chị vào trong nghỉ ngơi, dưỡng sức. Trời ơi, coi. Trời ơi, cái lưng ông đi với ông Hoài Linh quá rồi. Cảm giác của con trước khi thi cảm thấy rất là hồi hộp luôn. Tại vì bài của con thì nó rất là cao, nhưng mà con lại phải ngồi chờ trong máy lạnh trong thời gian lâu á. Con sợ khi lên sân khấu con bị rè tiếng nên rất là hồi hộp. Nhanh lên đi chị hai. Chị đi chậm quá trời ạ. Con bé này, em bắt chị xách cái cặp cho em nặng gần chết vậy nè. Sao mà chị đuổi thêm cho kịp không biết nữa. Gần về tới nhà rồi đó. Thôi em chạy ù về, lo thay đồ tắm rửa, ăn cơm là đi học bài đi. Nhớ là không được đi đâu chơi lung tung hết nha chưa. Dạ. Ờ mà này hai ơi, chiều nay á em không có học, hay là hai cho em phụ hai một ngày nha. Không có được, chị đã nói với em rồi. Em á chỉ có việc là học cho thiệt là giỏi thôi. Còn mấy cái chuyện lằng nhọc này cứ để cho chị lo là được rồi. Thôi mà hai, không cho được. Em phụ hai một ngày thôi mà. Năn nỉ rất thương nhiều nha. Con bé này lì ghê vậy luôn nha. Thôi được rồi, một lần này thôi á. Dạ. Mà em phải hứa với chị á là em chỉ được đi vòng vòng trên cạn thôi, không được đi ra ngoài sâu nha chưa. Dạ. Của em nè. Phải nhớ lời chị dặn đó nha chưa. Dạ. Cơn lũ
thật xa. Em mới bỏ chị mình lại xa. Ba má mất đi chị tính ra. Tiết mục này của ông Nam Hữu Quốc vẫn không thể nào mà không rơi nước mắt, bởi vì cái phần diễn xuất của con cũng như là cái giọng hát của con rất là hay. Và cảm ơn anh Hữu Quốc đã cho một cái kết có hậu. Dạ. Anh đã làm khác đi so với rất nhiều những cái phiên bản trước đây mà Đại Nghĩa đã từng xem qua. Cảm ơn anh. Và xin mời các vị giám khảo. Mời giám khảo Hoài Linh. Con không có hát rập khuôn như các cô, các chú, các anh chị khác. Con xử lý cái bài này nó có cái chất riêng của con. Chú thích cái chỗ mà em ơi bỏ chị lại, thì cái chữ bỏ đó con thả rất là hay. Và trong cái giọng hát của con nó có cảm xúc. Cái cảm xúc đó không phải học ra mà có. Nó có từ trong cái bản năng của mình. Và chú chúc mừng con đã hoàn thành xong phần thi của mình. Rất là dễ thương và rất là tuyệt vời. Cảm ơn chú Hoài Linh. Và với giám khảo Quang Lê, một người gắn liền với dòng nhạc trữ tình quê hương, thì giám khảo Quang Lê thấy bé trình diễn ca khúc này như thế nào? Về cái bài này á, thì có thể là một số người lớn đi trước đã để làm cái ấn tượng quá mạnh rồi. Cho nên khi mà con hát lại mà con không có giống những người trước, cái đó là cái mà mạnh dạng mà chú phải có lời khen, vì con không giống người trước mà con có cái riêng của con. Cảm ơn giám khảo Quang Lê. Và xin chúc mừng con đã hoàn thành phần thi của mình rất tốt. Wow, hôm nay chị Wendy mặc đồ đẹp quá ta. Đẹp không đẹp không? Đẹp. Mẹ chị mới mua. Thiệt không? Thiệt. Ồ, tôi cũng tôi đẹp lắm chú bộ. Wow, nay bạn đồ đẹp quá nha. Thì mấy bạn con trai là Hot Boy, còn mình mấy Wendy là Hot Girl. Mà sao nãy giờ không thấy Tâm đâu hết rồi. Không thấy Tâm đâu hết rồi. Tâm ơi. Tâm ơi. Tâm ơi. Chờ mình xíu. Mình ra liền. Chào mọi người. Ủa. Sao ủa? Thời buổi này mà ai còn mặc áo bà ba nữa. Quê lắm Tâm ơi. Bạn vô thay lại đi. Thay đầm giống mình nè. Nhưng mà mình thích bận áo bà ba. Thôi, vậy thì bạn đi sau đi, để tụi mình đi trước. Mắc công đi chung với bạn, tưởng tụi mình nhà quê á. Thôi mình đi sinh nhật đi. Ủa, mấy đứa đứng lại, gì kỳ vậy? Em đợi anh chút xíu nha, anh quay lại liền. Mấy đứa ơi. Ủa, bé Tâm, sao con không đi sinh nhật với bạn của con? Con không thích đi nữa đâu mẹ. Con nhà trong em ngủ với lại phơi bánh tráng phụ mẹ thôi à. Sao vậy con? Mà hồi nãy con nói là con đi sinh nhật với bạn con mà. Nhưng bây giờ con không thích đi nữa. Bé Tâm, sao hôm nay con dám lớn tiếng với mẹ vậy? Con xin lỗi mẹ. Con thương mẹ nhiều lắm. Mà con không muốn bạn bè xem thường mẹ, xem thường con đâu mẹ. Nhưng mà có chuyện gì vậy con? Thì về chuyện cái áo này nè mẹ. Cái áo này sao nè? Cái áo này nè,
con tính là con bận đi sinh nhật. Mà mấy bạn nói... Mấy bạn nói con sao? Thôi, mẹ đi làm việc đi. Để con á, ru em ngủ bằng chính bài hát mẹ đã ru con ngủ nha mẹ. Cái nhỏ nè, hôm nay thật là không hiểu con luôn á. Có gì đâu mà không hiểu mẹ. Thôi, con ru em ngủ đi nha. Dạ. Con ru nha. Hãy ngủ đi em, giấc ngủ no tròn. Em à say nồng, em ngủ cho ngoan. Giấc ngủ ngây thơ, để mẹ ước mơ ấp ủ trên tay. Những đường chỉ mà nếu quê hương áo bà ba kẻ mai giờ con lớn sẽ mặn ngồi nở miệng cười xin phấn thêm chăng qua trong mà gửi thương gửi nhớ của thôn nữ miền quê không biết từ bao giờ. Mẹ gửi vào đây dạng ý mong chờ, dẫu mai đây em sống đời nhung lùa, em dỡ xa rời manh áo quê là hình ảnh con đỏ bên nước yêu thương, là lưỡi tre xanh, là cánh cò trên ruộng lúa, là nghĩa là nhân, là thủy chung son sắc, là nhạc là thơ làm sai đắm lòng người. Cái nhỏ này nè, hôm nay nói chuyện á y hệt như bà già vậy á. Thì mẹ dạy con sao á? Con dạy em vậy. Con dạy em sao nè? Dạ con dạy em vậy nè mẹ. Vất vả trên nương, áo dựng bên mình, mên cả ân tình che nắng che sương. Áo dầu đơn sơ cũng đầy thơ, áo ở trong chẳng kêu xa cũng khoe tà như những câu ngò chân chất của quê ta. Áo bà ba mẹ mai chờ em lớn sẽ mặn mồi nở miệng cười xinh xắn thêm chàng quà trong chiếc áo bà ba. Giọt nắng nghiêng soi hàng trao ngà chờ mình làm gần sông thừa mà non nó chết rồi hai tình đi con nghe con chim sao hót gieo vương trên cành cao trước ngò và những câu hò miên man trên sông nhỏ tiếng mõ trâu nhịp vàng cua ở đầu thôn rồi mẹ sẽ nhóm hồng tươi bếp lửa cho mùi cơm thơm bay nguyện khói sương chiều. Vì em ta khi lớn khôn phải xa rời vòng tay mẹ nhưng sẽ nhớ về
lòng cho tâm hồn con sống mãi quê. Dạ, tụi con chào bác. Chào các con. Tâm ơi, cho tụi mình xin lỗi nha. Hôm nay á, Tâm bận đồ đi sinh nhật á, là đẹp nhất luôn á. Thiệt không? Thiệt. Áo bà ba đẹp sao mà thon thả, dáng thiệt thà vẫn mượt mà như lũy tre quê nhà. Khỏe dáng bao ngày qua. Chúng mình cùng đi sinh nhật thôi nào các bạn. Cảm ơn các con. Một lần nữa, tất cả các anh em trong gia đình ông Năm đã hỗ trợ cho tiết mục của một thành viên. Và đặc biệt xin cảm ơn nghệ sĩ Cẩm Hiền. Và đây cũng chính là mẹ của bé Ngọc Tâm. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã đến với chương trình này ạ. Dạ, dạ, em cảm ơn. Cảm ơn các con nha. Tâm, hôm nay đứng đây hát với mẹ con có run không? Hay là có mẹ bên cạnh thì mình tự tin hơn? Dạ, cũng hơi run. Hôm nay như giọng con bị khan hay gì phải không Tâm? Dạ con bị bệnh. Bị bệnh gì nè, mấy ngày rồi? Dạ 2-3 ngày. Trời ơi, hèn chi nghe cái giọng của con nó không có được khỏe như những lần trước ha. Rồi tất cả mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho con mà. Mời các cô chú, mời cô Thanh Hằng. Bài ca này nó thông điệp nói về một cái dệt lên cái chiếc áo bà ba của quê hương mình. Rất là hay và rất là có ý nghĩa. Mà cộng thêm hôm nay con hát ca được ca chung với mẹ nữa, đó là một cái niềm kêu bằng là hạnh phúc lắm phải không con? Dạ. Như vậy là cô cũng xin chúc mừng con. Còn cái giọng ca con đừng có lo, tại vì cái bệnh của mình mà cái khang tiếng này nó cũng bình thường lắm, không có sao đâu. Cô chúc mừng con đã thể hiện xong cái bài ca này rất là dễ thương, rất là ngọt ngào. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn giám khảo Thanh Hằng. Bài này Hữu Quốc dựng dễ thương. Cái dễ thương nhất là hai mẹ con xuất hiện cùng trên sân khấu. Tôi thấy dễ thương là bà chị ru quá trời ru, ru tới ru lui, xong nguyên một nhóm anh em vô đứng ngay cái nồi là sùm hết trơn hết trời. Thấy tội nghiệp đứa nhỏ trong nồi hơn. Con đó, con cứ bu là cái nôi con hoài đứng. Bà ổng dặn con rồi đi ra đây. Có không, dặn nhưng mà không dặn đâu. Có dặn nhưng mà tại vì lúc đó cháu đang diễn thì đang cái nhóm thần kia ra sớm quá. Hoặc là con nếu mà con xử lý nhanh á, là con vừa thấy các bạn á là con phải chạy con trốn đi. Thì các bạn sẽ đi tìm con á. Thì lúc đó các bạn sẽ nói và nó sẽ hay hơn. Trên những cái clip bánh tráng này, mẹ con hàng ngày nuôi sống gia đình bằng những cái clip bánh tráng này nè. Đó con. Và con khi con mắc cỡ là các bạn nói con không có áo đẹp rồi này nọ. Nhưng đối với con cái chiếc áo bà ba nó vẫn là cái mà con hãnh diện. Dạ cái này chắc có lẽ là phải nói với lại mấy anh em của con á. Mấy anh em của con diễn nhiệt tình quá. Dạ, bu vô cái nồi nói như không trốn không người. Nhưng mà cái đoạn mà thích là đoạn tất cả các anh chị em của con hát chung một cái câu đó rất là dễ thương. Còn riêng cái giọng của con ngày hôm nay rõ ràng là con có khang tiếng thiệt, thì rồi nó bị rung. Thôi ráng cố gắng nha con. Dạ, cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Rồi bây giờ thì con sẽ vào trong, con uống nước chanh nha, chanh muối để kia giữ giọng cho mình. Với lại con sẵn là con chia sẻ cho ông anh hai của con uống luôn nha. Ừ, ông cũng đến cái độ bể tiếng đó. Cái chỗ mà cái câu hát chung mà tự nhiên cái nghe một cái bè trầm thiệt, trầm xuống dưới vậy nè. Áo bờ bờ. Dạ, nghe xong muốn xé áo ghê vậy. Cảm ơn con đã mang đến một tiết mục dễ thương. Cảm ơn cô chú.